cháo của tình trạng buôn tăng bán Phật không chỉ có ở riêng ngôi chùa đó mà theo ông là còn đang diễn ra ở khắp nơi. Facebook có hơn 92.000 người theo dõi này đặt ra các câu hỏi: cơ quan nào cấp phép xây chùa, ai bảo kê cho các hoạt động lừa đảo phi pháp của ngôi chùa này, và nhấn mạnh rằng đó là những câu hỏi cần được các cơ quan bảo vệ pháp luật trả lời nếu các cơ quan này muốn bảo vệ sự minh bạch của pháp luật, của chính sách tôn giáo và bảo vệ đồng bào Phật tử. Trong khi đó, một nhà báo kỳ cựu khác, ông Chu Vĩnh Hải, nêu quan điểm cá nhân rằng sự việc tại Chùa Ba Vàng nói riêng và ở nhiều chùa chiền khác ở trên đất nước Việt Nam nói chung có nguyên nhân là từ việc chính quyền chính trị hóa Phật giáo. Phương châm đạo Pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa của Phật giáo là nguồn cơn của sự tha hóa và biến tướng trong Phật giáo, ông Hải viết trên trang Facebook cá nhân. Lâu nay, có những thông tin truyền miệng cho rằng nhiều nhà sư là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sĩ quan quân đội hoặc sĩ quan công an. VOA không có điều kiện để kiểm chứng các thông tin đó một cách độc lập. Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm 2018, khi Hòa thượng Thích Thanh Sam viên tịch, báo Nhân dân của Đảng đăng tiểu sử của vị Hòa thượng có đoạn cho hay ông có huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Nhà báo Chu Vĩnh Hải điểm lại lịch sử rằng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam trước năm 1975, những người cộng sản đã tiến hành lôi kéo Phật giáo miền Nam đứng về phe mình và họ phần nào đã thành công. Tiếp đến, ông Hải nhận định là giờ đây chính quyền Hà Nội đang thành công trong việc thao túng giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Hải nêu quan điểm rằng một khi bị thao túng như vậy, sự tha hóa biến tướng của giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra là điều tất yếu. Và theo nhà báo kỳ cựu này, sự tha hóa biến tướng sẽ không bao giờ dừng lại. Các bài viết quan điểm do ông Hoàng Hải Vân và Chu Vĩnh Hải đưa ra đã được hàng trăm người khác chia sẻ thông qua mạng xã hội với hàng nghìn phản ứng yêu thích. Bình luận về mối liên quan giữa hoạt động chính trị với nhà tu hành Phật giáo, nhà sư Huyền Không nói với VOA. Những người tu thì họ chỉ tu theo Phật chứ họ không dính đến các cái chuyện chính trị hoặc là những cái kinh tế đi theo. Nếu mà tu ấy còn mang cái màu sắc chính trị hoặc trong cái đảng phái nào ấy thì đấy là những người tu giả, giả tu. Và đi theo Phật là Phật của đại chúng chứ không phải là Phật của một đất nước nào hết. Nhà sư nói thêm rằng Phật ở trong tâm và những người xây chùa to chỉ làm tổn phước của những Phật tử. Trước những bài báo và ý kiến ồn ào của dư luận về vụ bê bối ở Chùa Ba Vàng, tại một buổi họp báo hôm 25 tháng 3, Trung tướng Lương Tam Quan, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết chính quyền tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ đã yêu cầu kiểm tra về vụ việc. Trung tướng Quang nói thêm rằng trong quá trình kiểm tra, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo đúng quy định. Việt Nam có chưa đến 10% dân số là Phật tử, theo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Tuy nhiên, cũng có một số ước tính khác cho rằng khoảng 45 đến 50 triệu người ở Việt Nam có tín ngưỡng Phật giáo. Trước những ồn ào liên quan đến Chùa Ba Vàng, vào tối 21 tháng 3, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, chủ trì ngôi chùa này, đã tổ chức buổi pháp thoại về thế giới tâm linh, oan hồn, luật nhân quả với sự tham dự của gần 1.000 Phật tử. Tại buổi pháp thoại, vị chủ trì Chùa Ba Vàng nói rằng: Thưa đại chúng, Chùa Ba Vàng chúng ta là một cái ngôi chùa lớn và có tiếng ở trong tỉnh cũng như trong cả nước. Và kể cả trên thế giới, rất nhiều Phật tử người ta biết. Cho nên không ít có những đối tượng người ta cũng ganh ghét đố kỵ. Ganh ghét đố kỵ có. Rồi tà đạo, ngoại đạo, họ cũng muốn bôi nhọ mình. Họ muốn ác hại mình. Đấy là chuyện thật. Cho nên thầy cũng như các Phật tử phải xác định trên cái bước đường hành đạo này, tu đạo và hành đạo này, chúng ta phải chấp nhận chông gai. Và thầy mong rằng các Phật tử vẫn đầy đủ lòng tin với chính pháp, đầy đủ lòng tin với Tam Bảo. Chông gai chướng ngại nào chúng ta cũng sẽ vượt qua nha. Cư sĩ Như Huyễn ở Đà Nẵng, người không có liên quan gì đến Chùa Ba Vàng, nhận định về việc này. Cái này là một vấn đề Chùa Ba Vàng rất là trục lợi. Cái vấn đề đây không phải là nắm về ở tự do tôn giáo, mà nó nằm ở một cái vấn đề là cái chùa này họ muốn PR cho họ là độc nhất, PR cho họ là tài giỏi nhất, PR cho họ là linh thiêng nhất, để muốn
đè bẹp tất cả những cái ngôi chùa mà phía dưới họ, hoặc là những ngôi chùa đi lại, đi ngược lại, nói thẳng thắn vào cái sai phạm của họ. Và thực sự thì nếu với quan niệm là giải oán kết, giải oan gia, thì theo Phật giáo Đại Thừa vẫn có, nhưng mà không phải giải theo kiểu là vong nhập về đưa bao nhiêu tiền để là trả hết nghiệp. Cái đó hoàn toàn không đúng. Tiền chỉ là vật chất của thế gian của người còn sống, đối với người đã chết thì hoàn toàn họ không hưởng được gì. Và em vẫn theo Phật giáo Đại Thừa họ vẫn còn tồn tại, công nhận rằng vẫn có một thế giới ở bên kia, vẫn có một thế giới âm, vẫn có một thế giới thiên đàng hay là thế giới địa ngục, thì em vẫn tin nó tồn tại. Chỉ có con người ta lợi dụng vào điều đó để trục lợi cho cá nhân mình mà thôi. Báo Lao Động hôm 22 tháng 3 trích chia sẻ của ông NKV, 60 tuổi, ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, cho biết cách đây 3 tháng ông đã đi thỉnh vong tại chùa Ba Vàng. Theo lời ông thì lúc mới vào, vong phán 80 kiếp trước ông có nghiệp sát sinh, muốn vong giải oán thì phải cúng dường 2 tỷ. Khi ông bảo quá cao thì vong nói sẽ giảm xuống 1 tỷ, rồi tiếp tục giảm xuống còn 500 triệu. Khi ông bảo ông không đủ khả năng thì vong nói thôi 60 triệu và làm công quả 1 tháng cũng được. Theo các video của chùa Ba Vàng được truyền trực tiếp trên tài khoản Facebook của chùa hay trên YouTube thì rõ ràng là những buổi thuyết pháp giảng đạo của chùa thu hút khá nhiều người đến nghe. Cư sĩ Như Huyễn cho rằng những việc làm tại chùa Ba Vàng đã xảy ra từ lâu, và để quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của chùa thì ngoài Phật tử ra có thể có những tín đồ bị mua chuộc để đến chùa. Cư sĩ giải thích. Những cái người mà được vào chùa đó có phải Phật tử hay không? Chúng ta cũng phải có hai khái niệm đó là nào. Một là Phật tử mà hai là tín đồ. Tín đồ là những con người họ chỉ đến chùa vì nhiều khi họ bị mua chuộc để đến chùa. Chứ còn chúng ta không thể nói là tất cả những người đến chùa đó là Phật tử được. Có nghĩa là qua những cái lời tuyên truyền, nếu mà trực tiếp thì từ những vị tăng sĩ trong chùa, hay là thông qua những cái được đào tạo theo một cái lối của cái chùa Ba Vàng đề ra, mà nó không thông qua một bài bản Phật học, không thông qua một cái hệ thống giáo dục chính thống, họ chỉ là dựng lên để tuyên truyền, để quảng cáo cho ngôi chùa đó mà thôi. Theo truyền thông trong nước thì chiều 20 tháng 3, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục Di sản Văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở và Thanh tra Bộ làm rõ việc chùa Ba Vàng bị phản ánh tổ chức tuyên truyền vong báo án, mỗi năm thu cả 100 tỷ đồng và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25 tháng 3. Ban Tôn giáo Chính